cách đây vào hồi trước Tết á, ngày cháu đi là ngày 24 Tết. Thì hôm ấy tôi đang ở trên Bình Dương với mấy đứa cháu ngoại, mẹ đi làm về gọi điện lên nói là cháu nó đi học và tự nhiên là nó biếng ăn. Thế con đưa lên bệnh viện thì bác sĩ nói là cháu bị thiếu máu trầm trọng. Thế tôi ở trên này tôi bảo vậy thôi thì nếu thế thì con chuyển cháu lên trên này đi. Chở cháu lên đến bệnh viện Nhi Đồng thì là bác sĩ vô truyền máu ngay. Thì cháu nằm ở đó như vậy là mất một tháng. Rồi bác sĩ phát hiện là cháu bị ung thư máu, chuyển cháu qua huyết học. Xin chia buồn với gia đình vì điều đó nha. Em làm dâu của má được 5 năm. Nhưng mà cái khoảng thời gian con em nằm viện, lúc đó mới hiểu được cái tình cảm của ba má dành cho. Nghe tin cháu vào viện là ông bà tức tốc đi theo, ông bà vô viện luôn. Em nhớ chiều thứ 14, siêu âm thì phát hiện ra bệnh bé có khối u trong dạ dày. Mà má đã gọi điện động viên. Rồi ba má lên bệnh viện không có về nữa. Má nói má ở lại. Có gì thì có ba má, con phải cố gắng. Phải cố gắng để lo cho cháu. Mỗi một ngày là lại có thêm một kết quả xấu nữa. Chỉ là các anh chị bác sĩ ở bệnh viện thì thấy hai mẹ con rất là thương. Tại vì nói là thấy mẹ trẻ mà mỏng manh quá. Lúc đó em giống như là mình bị tụt xuống vực sâu vậy. Tại vì em nghĩ tài chính của mình thì không đến đâu hết. Không biết sẽ đưa con được những ngày nào. Má thì nói là sống chết gì cũng phải cứu cháu. Bán hết đất đai nhà cửa má cũng bán. Rồi gia đình quyết định đưa cháu qua truyền máu huyết học. Ở bệnh viện truyền máu huyết học hạn chế cho người thân nuôi thăm nuôi vô thăm. Ông nội chỉ chở bà nội đến cổng, rồi bà nội mang đồ vô cho cháu, hỏi tình trạng sức khỏe của cháu rồi về. Cứ mỗi ngày trôi qua, vợ chồng em sống trong những cái sự phập phồng của cái thời gian, cái quỹ thời gian. Chỉ cần bác sĩ gọi đến tên thôi. Mỗi lần như thế em thấy tim mình nó giống như là rụng đi. Vô mỗi lần như thế lại phải chiến đấu một lần với con. Chiến đấu không phải là vì gì, vì để cứu con hay là không cứu nữa. Bác sĩ nói bây giờ cứu thì cháu sẽ chịu thêm sự đau đớn. Nhưng mà ở tâm thế của mình thì mình không thể nào mà buông bỏ con được. Một buổi sáng bác sĩ Cường ở khoa Nhi, ở đơn vị hồi sức tích cực, bác sĩ Cường gọi em vào. Em thấy cái phòng hồi sức không ai nói tiếng nào hết. Cảm giác như buổi sáng em ngủ dậy, em thấy ngực của em đau, ngực của mình cảm giác nó rất là đau. Bác sĩ nói là không còn cơ hội với bé rồi. Nhưng mà để thỏa nguyện cái mong ước của gia đình thì có gọi bác sĩ của Từ Vũ, của viện tim, rồi của bệnh viện Chợ Rẫy, của Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 để qua chẩn đoán. Lúc đó là bác sĩ có nói với em, nếu như mà để bé ở lại thì vẫn sẽ cứu bé đến bước đường cùng, nhưng mà sẽ chỉ là gây thêm đau đớn cho bé thôi. Cảm thấy ba mẹ cũng cố gắng hết sức rồi, giờ phút này không còn gì để cố gắng nữa. Bé cũng không còn cái duyên với mình nữa thì nên đưa bé về. Hôm đó là em có gọi ba má em lên. Ý là suốt cả chặng đường ba má em đều theo vợ chồng em rồi. Nếu có xảy ra cái tình huống như thế nào thì cũng phải để ba má lên, ba má quyết định. Thì ba má lên thì ba má cũng đồng ý là đưa cháu về. Rồi lo cho hậu sự của cháu, lo cho cháu hoàn tất hết. Lúc này em mới cảm nhận được là cái từ mẹ dâu, nàng dâu với mẹ chồng nó không chỉ đơn giản là hai cái từ như vậy đâu. Xin chào Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ. Chào tất cả quý khán giả. Tôi tên là Nguyễn Thị Cậy. Năm nay tôi 67 tuổi. Hiện đang sinh sống tại Đắk Nông. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào, em chào chị Lê Lộc. Dạ, chào khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Huệ. Năm nay em 32 tuổi. Hiện tại em đang làm tư vấn viên. Em làm dâu của mẹ được 5 năm. Cô lần đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á, cô ấn tượng bởi cô con gái này như thế nào? Cũng gần nhà thì cô cũng biết lâu rồi. Con cô thì nó cũng lớn tuổi rồi, nó cũng chưa lấy vợ. Thì cô thấy bạn bè về thì trong số đó có Huệ ở đây. Thì về nhà cô chơi mấy lần thì có một cái ấn tượng đầu tiên ngày hôm nay cô mới nói đấy. Là người ta nói là cô chỉ nghe thôi, cứ cô cũng chưa có biết. Nói là người Thanh Hóa ghê lắm đấy nha. Thế cô ấy mới bảo được. Cô mà biết Thanh Hóa là như thế nào mà ghê, cô cũng chưa hiểu nữa. Thanh Hóa thấy... có nhiều rau má đó. Đó thì cô đâu có biết đó. Dạ. Thì người ta nói vậy đó rồi cô mới bảo cũng như sao cả. Tại vì con cô nó cũng lớn tuổi rồi. Thì khi mà về làm dâu rồi thì cô thấy Thanh Hóa thì cũng chả sao cả. Không sao cả. Chị có ấn tượng với mẹ chồng lúc đầu không? Do là
những lần về chơi đó, chồng em ông xã hiện tại bây giờ thì không có nói là dẫn về để ra mắt hay là lúc trở về nói là hôm nay anh trở về nhà hay kia. Sau này thì trong nhà có cô Út á, bằng tuổi, hai chị em bằng tuổi thì xưng tao với mày vậy cho nó dễ, xong rồi là rủ đi chơi thay vì về nhà để chào hỏi mọi người. Thì chưa về tới nhà thì cô Út đã đón rủ đi chơi này kia rồi. Sau này khi làm dâu của mẹ thì thấy em vẫn khoe với bạn bè là má chồng em không có rất là may mắn, tại vì má chồng em hiện đại lắm. Tuy là bà qua cái lời của chồng em nói với lại bạn bè nói thì má lớn tuổi, nhưng mà về nhà không thấy má trẻ lắm. Má lại còn đẹp gái nữa. Mấy lần em cũng hay cự, em hay hỏi sao má với ba đẹp vậy mà sinh ra chồng xấu. Trời ơi. Nhưng mà thường thường á, mấy cô dâu trước khi về làm dâu á, ở trong nhà chồng mà nó không tin đâu. Nhiều khi chồng mà nói trời má anh hiền lắm, hay là trong nhà nó má anh hiền, ba anh hiền lắm, nhưng không tin. Thường mấy cô hỏi hàng xóm á, em có nghe hàng xóm nói gì về má chồng em không? Thì nghe bạn bè của chồng em á thì nói má thì không có được hiền. Sau này về nhà má cũng nói đúng, má không có được hiền đâu. Tức là nghe rồi, không được hiền đúng không? Dạ. Mà không được hiền là dữ đó con. Mà có dữ chị không chị? Không. Có chứ chị, trong cuộc sống thì phải lúc này lúc kia chứ. Nói chứ cô cũng thoải mái mà, những người mà sống hiện đại đó thì thật sự nó thoải mái lắm. Hai mẹ con hợp nhất điều gì hả em gái? Hợp nhau là rất là thẳng tính. Má cũng nóng mà em cũng nóng, có gì bức xúc là sẽ nói liền. Dạ, thì người, căng, dạ. Dạ không phải đâu. Cũng dạ, hai người nóng lúc rồi sao? Tại vì lúc nóng thì thường thì em là phần nhỏ hơn, phải lắng nghe coi má nói má nóng cái gì. Ví dụ như là 5 phút sau thôi, má cảm thấy má sai, má kêu nãy má có nóng quá, thôi thì thông cảm cho má. Má trời ơi, má dễ thương quá vậy. Cô nghĩ là mình trong cuộc sống mình cứ xét nét nhau thì thấy nó rất là khổ tâm. Trong ngôn sống của cô là mình phải luôn luôn thương yêu và tha thứ. Hai mẹ con nếu hợp rồi thì không hợp điểm gì ở nhau? Có chứ chị, cuộc sống thì phải có lúc thế này thế kia, em nghĩ như vậy. Hai nữa là em lại là người không khôn khéo, thích gì thì nói đó. Em nhớ có lần em mới làm dâu được mấy tháng, em đi đám cưới, em có ra nhà má em gửi xe máy, xong rồi em đi chơi với bạn bè em, thì đám cưới xong rồi lại gặp bạn bè cùng lớp, má thấy chưa có mang xe về, má lo lắng, má gọi điện thì có giải trình với má, sau đó là gửi xe luôn nhà má. Sáng mai vẫn dậy rồi cũng nói với chồng là ra nhà má xin xe về. Thì ra nhà thì vẫn khoanh tay, vẫn xin lỗi má là hôm qua con có chơi quá đà, má cho con xin lỗi, con mang xe về con đi làm. Sau này thì nghe chị dâu nói là má có vô, rồi má vô má đứng ở ngoài cửa để lắng tai nghe xem hai vợ chồng có cãi nhau cái gì không, thì má mới biết cơ sự mà giải trình chứ. Nhưng thực chất má là má giận như nặng hay giận nhẹ chuyện đó? Về thì cô có nói, cô nói lần sau con đi đâu á mà nếu mà quá giờ con chịu khó gọi điện về báo cho chồng biết tiếng. Thường thường cái người ở nhà là lo hơn người đi ra ngoài. Dạ đúng rồi. Thì cô chỉ nhắc nhở con dâu cô vậy thôi. Chị, mình có khi nào từng bị mẹ hiểu lầm chuyện gì đó chưa? Cũng có chứ. Ở trong nhà hai vợ chồng thì cách sống cách xa ba má khoảng chừng 13 cây. Em nhớ có lần nó cũng đến vụ mùa. Trong nhà thì thường có người làm, người ở nhờ. Em đấy thì lúc thì nửa đùa nửa thật. Có cái chị người làm, cái buổi hôm đó thì em nhớ là em đang lau nhà. Có cái chị người làm á, chị qua, chị mới kêu là cô ơi, cô nghe nói là nhà ông bà bán rẫy hả? Cái xong rồi em mới kêu dạ, mẹ em cũng biết là chị nghe loáng thoáng vậy, em cũng biết là bán hay không, nhưng mà dù sao cũng mong cho ba má em bán được rẫy, biết đâu trời thương lại ban cho ba má em bán được nhiều tiền, dư nhiều tiền ba má cho con cái mỗi đứa mỗi ít này kia làm ăn. Xong em cười cười và em nói em đi vô nhà. Thì sau này lúc ra ngoài nhà thì có nghe họ ra họ nói với em, cũng không biết chính xác, nhưng mà nói với ba má em đại loại là em là con dâu thứ trong nhà, nhưng mà ý là to gan là dám đòi hỏi ba má là bán đất là phải chia cho tỷ này tỷ kia để làm ăn. Dạ thì trước giờ tính của em thì rất là ngang, mặc dù mình sai, mặc dù chuyện đó xảy ra như thế, nhưng mà đơn giản là mình không cần giải thích, sau này nó muốn ra sao thì ra. Lúc đó cô giận dữ không, cô nghe cái chuyện nó giận không? Không giận thì cũng không giận. Cái điều tôi cũng chỉ hỏi có phải con nói như vậy không, tại người ta đưa chuyện ra người ta nói đó, thì hỏi thì không có thì xong rồi thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Chuyện tại vì cô dễ quên lắm. Chuyện 18-19 nói chuyện mà tao sao thất bản đó mà. Đúng rồi. Dạ cái đó mệt mỏi lắm. Là cô nghĩ rằng mấy chuyện đó thì tốt nhất là cô nên gặp trực tiếp con dâu của mình, hoặc là hai người gặp trực tiếp nhau nói chuyện. Trong nhà mình còn cái chuyện gì mà cái nỗi niềm của chị nữa không? Chị muốn chia sẻ. Cái thời gian đầu mà lúc má nói hai má con chưa hợp nhau á, hai má con không có đấu tranh gì với nhau, nhưng mà không có gần gũi nhau.
cảm giác nó đúng như cái từ mẹ chồng nàng dâu, nó xa cách như thế. Chỉ là lúc sau khi em sinh em bé đầu lòng thì mọi thứ nó giống như là nó được khỏa lấp, nó khỏa lấp mọi thứ, nó xóa nhòa mọi thứ đi, nó gắn kết hai mẹ con lại. Thì lúc đó thì em cảm thấy những cái gì mà để trong lòng hay là chưa nói ra với ba má thì nó giống như nó phá cho em được một bức tường. Cách đây vào hồi trước Tết á, ngày cháu đi là ngày 24 Tết. Thì hôm ấy tôi đang ở trên Bình Dương với mấy đứa cháu ngoại, mẹ đi làm về gọi điện lên nói là cháu nó đi học và tự nhiên là nó biếng ăn. Thế con đưa lên bệnh viện thì bác sĩ nói là cháu bị thiếu máu trầm trọng. Thế tôi ở trên này tôi bảo vậy thôi thì nếu thế thì con chuyển cháu lên trên này đi. Chở cháu lên đến bệnh viện Nhi Đồng thì là bác sĩ vô truyền máu ngay. Thì cháu nằm ở đó như vậy là mất một tháng. Rồi bác sĩ phát hiện ra cháu bị ung thư máu, chuyển cháu qua huyết học. Xin chia buồn với gia đình vì điều đó nha. Em làm dâu của má được 5 năm. Nhưng mà cái khoảng thời gian con em nằm viện, lúc đó mới hiểu được cái tình cảm của má dành cho. Nghe tin cháu vào viện là ông bà tức tốc đi theo, ông bà vô viện luôn. Em nhớ chiều thứ 14, siêu âm thì phát hiện ra bệnh bé có khối u trong dạ dày. Mà má đã gọi điện động viên. Rồi ba má lên bệnh viện không có về nữa. Má nói má ở lại. Có gì thì có ba má, con phải cố gắng. Phải cố gắng để lo cho cháu. Mỗi một ngày là lại có thêm một kết quả xấu nữa. Chỉ là các anh chị bác sĩ ở bệnh viện thì thấy hai mẹ con rất là thương. Tại vì nói là thấy mẹ trẻ mà mỏng manh quá. Lúc đó em giống như là mình bị tụt xuống vực sâu vậy. Tại vì em nghĩ tài chính của mình thì không đến đâu hết. Không biết sẽ đưa con được những ngày nào. Má thì nói là sống chết gì cũng phải cứu cháu. Bán hết đất đai nhà cửa má cũng bán. Rồi gia đình quyết định đưa cháu qua truyền máu huyết học. Ở bệnh viện truyền máu huyết học hạn chế cho người thân nuôi thăm nuôi vô thăm. Ông nội chỉ chở bà nội đến cổng, rồi bà nội mang đồ vô cho cháu, hỏi tình trạng sức khỏe của cháu rồi về. Cứ mỗi ngày trôi qua, vợ chồng em sống trong những cái sự phập phồng của cái thời gian, cái quỹ thời gian. Chỉ cần bác sĩ gọi đến tên thôi. Mỗi lần như thế em thấy tim mình nó giống như là rụng đi. Vô mỗi lần như thế lại phải chiến đấu một lần với con. Chiến đấu không phải là vì gì, vì để cứu con hay là không cứu nữa. Bác sĩ nói bây giờ cứu thì cháu sẽ chịu thêm sự đau đớn. Nhưng mà ở tâm thế của mình thì mình không thể nào mà buông bỏ con được. Một buổi sáng bác sĩ Cường ở khoa Nhi, ở đơn vị hồi sức tích cực, bác sĩ Cường gọi em vào. Em thấy cái phòng hồi sức không ai nói tiếng nào hết. Cảm giác như buổi sáng em ngủ dậy, em thấy ngực của em đau, ngực của mình cảm giác nó rất là đau. Bác sĩ nói là không còn cơ hội với bé rồi. Nhưng mà để thỏa nguyện cái mong ước của gia đình thì có gọi bác sĩ của Từ Vũ, của viện tim, rồi của bệnh viện Chợ Rẫy, của Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 để qua chẩn đoán. Lúc đó là bác sĩ có nói với em, nếu như mà để bé ở lại thì vẫn sẽ cứu bé đến bước đường cùng, nhưng mà sẽ chỉ là gây thêm đau đớn cho bé thôi. Cảm thấy ba mẹ cũng cố gắng hết sức rồi. Giờ phút này không còn gì để cố gắng nữa. Bé cũng không còn cái duyên với mình nữa thì nên đưa bé về. Hôm đó là em có gọi ba má em lên. Thì ý là suốt cả chặng đường ba má em đều theo vợ chồng em rồi. Nếu có xảy ra cái tình huống như thế nào thì cũng phải để ba má lên, ba má quyết định. Thì ba má lên thì ba má cũng đồng ý là đưa cháu về. Rồi lo cho hậu sự của cháu, lo cho cháu hoàn tất hết. Lúc này em mới cảm nhận được là cái từ mẹ dâu, nàng dâu với mẹ chồng nó không chỉ đơn giản là hai cái từ như vậy đâu. Cô Linh với Lê Lộc cũng xin chia buồn với gia đình. Cảm ơn cô với em đã đến đây tham gia chương trình. Thôi tất cả những gì nó qua, cho nó qua đi em nhé. Anh nghĩ rằng chúng ta còn rất trẻ để có thể làm lại từ đầu. Và con nghĩ rằng là giữa mẹ chồng nàng dâu của gia đình mình sẽ càng ngày càng gắn chặt hơn ha. Thôi hai mẹ con ôm nhau nào ha. Có mẹ chồng bên cạnh rồi, tất cả mọi thứ nó sẽ qua đi em nhé. Hôm nay thì cô cũng muốn nói gì với con dâu của mình hay không? Cô cũng muốn nhân tiện đây, cô muốn nói với con là cái gì đó qua thì nên để cho nó qua luôn đi. Mình đừng có hoài niệm quá khứ bởi vì nó rất là đau buồn. Thì mình nhìn về tương lai để mà sống. Em cũng muốn nói gì với mẹ chồng mình như ngày hôm nay không? Em chỉ muốn má em là ba má
luôn tin tưởng ở những gì mà em đã hứa với ba má. Gia đình chính là bến đỗ, là nơi để về, là nền tảng trong cuộc sống mà mình luôn hướng tới. Má phải tin là em làm được điều đó, hay là em hứa với má em sẽ giữ đạo thật tốt. Chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe. Chúc gia đình mình thành công hơn nữa trong cuộc sống. Một kỷ niệm gửi tặng chương trình. Hãy vui lên em nha. Con cũng có phần quà dành cho cô. Và đây là Natto Enzyme, nguyên liệu từ Nhật Bản, giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ. Còn đây em gửi tặng phần quà cho chị là Natogen giải độc gan và giảm men gan trong 6 tuần. Và đây là nước yến đông trùng hạ thảo của thương hiệu Sinh Hy. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Câu chuyện thứ hai nghe có vẻ buồn.